Rồi em chào chị ha. Chị chào em Quỳnh. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Ok em. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Chị chào Nguyễn Quỳnh, chị chào tất cả anh chị em trên cộng đồng ngoài nước. Chị tên Nguyệt, chị sinh năm 1973. Chị đến từ Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nhìn chị giống người thành phố quá. Chị hiện tại đang làm công việc gì? Chị đang kinh doanh mấy cái quán ăn uống của em. Vậy đó hả? Quán ăn gia đình đó hả chị? Quán ăn gia đình đó. Nhưng mà hổm dài cũng cái cũng như ở bên bên Việt Nam mình á, kinh doanh nó cũng không có được như lúc trước, thành ra là chị đang ngưng thời gian. Là người ta cấm cấm nó uống rượu đó, phải lái xe đó phải không? Đúng rồi, tại vì cái quán ăn bây giờ nhiều khi khách vô người ta cũng uống một hai lon bia vậy đó. Rồi về giao thông công an là bắt quá, thành ra là bây giờ là nó cũng người dân gì cũng hạn chế ra đường nhiều lắm. Rồi chị làm công việc đó được bao lâu rồi? Chị làm cũng gần 6 năm mẹ. Có được bao nhiêu quán mà bây giờ phải ngưng lại chị? Cũng nhiều quán mà bây giờ cũng ngưng lại cũng còn một hai quán à. Chị đâu có đứng nấu hả? Có người làm hết hả? Không, lúc trước chị đi học về rồi chị mới chỉ lại trong gia đình, chỉ là cho mấy đứa em rồi mấy đứa quản lý đi cái nọ vậy đó. Nhưng mà thời gian sau này thì làm rồi là người nhà làm nhiều, chị không có giao cho quản lý nữa. Bây giờ là quán của chị là giao cho gia đình làm rồi chị. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị ly dị được gần 6 năm em. Là lúc mà chị mở quán ăn đó, hay là chia tay đó hả? Chia tay trước đó nữa. Chia tay trước đó là cũng mấy tháng rồi chị mới mở quán ăn. Rồi chị có được mấy bé chị? Chị được ba cháu mà chị cưới gả rồi. Con chị chắc tôi đã lập gia đình hết rồi. Lý do thì sao chị với ông xã chia tay nhau? Tại vì ngày xưa khi mà chị lấy chồng lúc đó chị cũng cũng còn nhỏ, gia đình cha mẹ gả thôi. Rồi sau này thì một thời gian sống cũng mấy chục năm á, thì kiểu mà vợ chồng nó không có đi cùng chung một cái hướng với em, thành ra là bọn chị mới ly dị. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm là sao em? Là sao? Chị có những đức tính nào tốt? Sao chị nghe không rõ? Chị có những đức tính nào tốt? Chị á, tính chị thì chị thích nhất là cái người chị là thật thà. Chị nghĩ sao thì chị nói vậy, chứ chị không có thích mà kiểu mà là cũng như là mình nói không thành thật á đó. Tính chị là vậy, có sao thì cứ nói vậy đó. Không thích mà những người mà nói mà kiểu mà không thật lòng. Rồi chị có những đức tính nào chưa được tốt? Sao? Chị có những đức tính nào chưa được tốt? Chị hả? Chị nói chung ra thì chị chưa được tốt một cái là và em biết sao không? Tánh chị thì cái kiểu mà chị thì rất thì thành thật, nhưng mà chị ghét nhất là những người mà không tốt với chị đó. Tính chị là vậy, thí dụ như chị
cũng như là cái kiểu mà cái kiểu chị cũng như là, ví dụ như giờ chị nghèo thì chị nói chị nghèo, hay là chị thiếu nợ thì chị nói chị thiếu nợ, chị không thích bây giờ tôi vậy hay là tôi sao đâu, chị không thích những người vậy hả? Trực tính đó hả? Rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị á, chị muốn lên đây á, là nhờ với Quỳnh á, tìm chị một người bạn á. Chị không không thích người đó là trẻ hay là người đó là đẹp, nhưng mà chị cần cái người là có cái đạo đức, có cái đạo đức, có cái lòng biết thương người, là biết biết khoan dung bao dung cho một người này cái đó gì đó đó. Đối với chị là chị không cần là bằng tuổi chị, phải lớn tuổi hơn chị. Lớn tuổi hơn chị, ví dụ giờ chị sinh năm 1973 phải không, thì người đó ví dụ phải lớn hơn chị 5 tuổi, 10 tuổi, mười mấy tuổi cũng được đó. Nhưng mà chị cần cái người là phải thật thà đó. Chị thì chỉ cần vậy thôi, tại vì chị sống trong cái cuộc hôn nhân mà nó không có thật thà, em biết không. Thành ra là chị bây giờ là chị chỉ cần một cái vấn đề đó thôi đó. Còn cái chuyện ví dụ như là sống thì nói chung là không phải là mình để chỉ lợi dụng cái người đó nước ngoài là giàu hay là cái gì hay là thế nào. Nếu mà ở nước nào cũng vậy, em làm em mới có ăn thôi, dù ở ngoài đó cũng vậy, mà ở Việt Nam cũng vẫn vậy thôi. Chứ không phải là mình cần một người đó để giàu hay là mình lợi dụng tiền của người đó gì, là chị thì không có đó. Chị chỉ cần vậy thôi. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu chị nghĩ như thế nào? Ông, cái chuyện mà đàn ông mà hút thuốc uống rượu là cái chuyện đó là bình thường em, chuyện nó bình thường thôi. Nhưng mà thí dụ mà không có kiểu mà sáng say chiều xỉn thì được rồi, chuyện đó là phải có thôi, đương nhiên rồi. Chị rồi chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem. Chị nói thật đó là chị coi cái chương trình của em lâu rồi, chị nhiều khi là đêm nào chị cũng theo dõi chị coi vậy á. Chứ không ai giới thiệu, tự chị coi rồi tự chị đăng ký, chị gặp em thôi. Coi lâu vậy luôn hả? Sao em? Chị theo dõi lâu vậy mà bây giờ mới đăng ký hả? Chị coi cũng có lâu lắm rồi đó, nhưng mà chị không có thời gian. Nhiều khi cái chị đi công việc này kia nọ, như bây giờ chị đang đi công việc này đó, thành ra là chị nhiều khi chị muốn đăng ký lúc trước lắm, mà cái giờ nó trên lệch cái múi giờ đó em, chị không biết là cái giờ nào để đăng ký được gặp em. Thôi cái đợt đó thôi chị em tính là chị đăng ký nay, là chị lúc chị nhắn tin em là cũng lâu rồi đó nha Đúng rồi, lâu đó. lắm Lâu lắm. rồi. Đó, cái đó là chị theo dõi thôi, chị theo dõi thấy cái chương trình em cũng hơi hay hay Rồi. đó. Ừ, thành ra là chị thôi chị đăng ký luôn. Con chị có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có em, bây giờ tụi nó cũng có gia đình lớn hết rồi. Nhiều khi chị cũng nói thì con tìm mẹ thôi, thì mẹ thấy cảm thấy mẹ sống mẹ vui vẻ mẹ hạnh phúc thì mẹ cứ cứ làm cho mẹ vui là được rồi đó. Chị thì chị có cháu nội cháu ngoại hết rồi Bình thường chị kinh doanh buôn bán chắc rất là lanh lẹ và hoạt bát ha. Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? Chị cao 1m57. Chị có thấy anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì chị nói cho em nghe, bây giờ duyên nợ chị cũng đâu có biết đâu. Thí dụ như nhiều khi cái người đó người ta cao hơn mình nhiều quá, người ta không thích mình thì sao, đúng không? Nhưng mà duyên nợ thí dụ nhiều khi cái người đó người ta bằng mình, mà người ta cái tính tình cái đạo đức người ta hợp với mình thì sao em đó. Thì bây giờ chị cũng cũng không biết, tùy tùy duyên thôi. Chứ mình cũng về cũng lớn tuổi rồi, chứ đâu phải còn như là 18 hay là 20 đâu, mà mình phải lựa chọn theo ý của mình được đâu em. Thì cũng tùy duyên thôi. Chị rồi những lúc rảnh rỗi thì chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Chị hả? Trời ơi, chị thì bây giờ cái thời gian mà chị rảnh, nói chung là chị rảnh thì không có nhiều,
Thời gian chị rảnh thì chị cũng hay nằm coi TikTok đi kia nọ, coi coi cái chương trình của em thôi, đó là chị nói thật. Tại vì chị không có thời gian nhiều, ví dụ như là chị làm chị bán thường thường thì bán buổi chiều, chiều tới tới khuya cỡ 10 giờ 11 giờ, 11 giờ hoặc 12 giờ thì cái thời gian đó là mình phải cần cái giấc ngủ rồi. Đó, không có thời gian gì nhiều. Thành ra mà nhiều khi là lâu lâu thì sáng thì cà phê với mấy bà chị bạn này cái nọ vậy thôi. Đó. Rồi chị thích một anh làm quen với mình đó, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Không, chị thích người hoạt bát, tại vì chị mình sống cái môi trường cũng kinh doanh đấy em, thì thích cái người mà cũng hoạt bát chứ đừng có kiểu mà ít nói quá. Quán ăn của chị có bao nhiêu nhân viên làm cho chị? Nhiều khi năm sáu đứa, hoặc là khi lễ thì chị tuyển thêm này kia nọ, mình sắp lịch mình sang kẻ cho tụi nó làm ấy em, đầu tuần rồi giữa tuần cuối tuần vậy đó, tại vì quán chị thuê toàn là mà sinh viên không à. Em thấy giờ chắc bị ảnh hưởng nhiều chứ hồi xưa em thấy quán ăn nào, quán nhậu nào cũng đắt hết, buổi chiều là đắt à. Đúng rồi, quán ăn chị thì chỉ bán ăn thôi chứ bán nhậu thì ít lắm, bán cho mấy cái món của chị là chỉ bán cho mấy cái tuổi sinh viên với gia đình này cái nọ, nhưng mà cái thời gian mà dịch đợt sau này á thì ảnh hưởng nhiều lắm, ảnh hưởng nhiều, mà tất cả những cái quán nhậu là ảnh hưởng là nhiều hơn cái quán mấy cái quán ăn của mình, tại vì công an bây giờ ở bên Việt Nam bắt dữ lắm em ơi. Chị Thành ra bây giờ người ta hạn chế ra đường lắm. rồi chị đi, thí dụ chị có công việc chị đi thì chị quản lý qua camera hả? Đúng rồi, quản lý qua bên cái camera em. Tại vì nhiều khi mình giao cho một cái người đó coi cho trong cái quán mình thì mình cũng phải tin tưởng người đó. Đó. Thì mình tin tưởng người ta mình mới giao cho người ta làm được. Một anh muốn làm quen với chị á, chị thích anh ấy có tính lãng mạn không? Cái đánh đó thì nói chung là phụ nữ ai ta không thích, chị cũng thích mà. Rồi chị, hồi đó giờ chị có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Chưa em, chị chưa đi lần nào, chị đi vòng vòng ở trong Việt Nam thôi, chứ đi qua bên Campuchia lần đi trong trong nước là đi với gia đình, chị đi với mấy đứa con vậy thôi. Gia đình chị có được mấy anh chị em? Gia đình chị bốn anh chị em, Đình chị hai gái hai trai, gia đình chị có ai ở nước ngoài không? không luôn, ở Việt Nam thôi, không ai đi nước ngoài. Sau khi chia tay với anh xã chị rồi thì chị kinh doanh công việc này thì giao thiệp rất là nhiều, chắc cũng có nhiều người theo đuổi chị hả? À, nói chung ra là nhiều khi chị nghĩ là chắc cũng có, nhưng mà tại vì chị em biết sao, tại vì một cái thời gian á, là chị sống với chồng chị đó, là chị đó cũng như là kiểu là mình không có được cái hạnh phúc, mình đã vô phước rồi, thành ra đối với chị là trước mắt khi mà ly dị á, là trong mắt chị là chị không có quan tâm tới mấy cái vấn đề đó, chị chỉ lo làm thôi đó. Còn nếu mà nó để ý thì chắc cũng phải có, chứ phải có chứ không phải là không. Rồi bây giờ thì thời gian này thì cũng như là chị đã cưới gả con chưa hết rồi, biết không, thì chị bây giờ chị đã lo tròn nhiệm vụ gì hết rồi, bây giờ chị phải mình phải sống cho mình cái quãng đời còn lại mình, tại vì em biết khi bây giờ cái tuổi chị bây giờ thời gian á về sau đâu còn bao nhiêu nữa đâu em. Đó. Thì bây giờ mình sống cho mình được cái hạnh phúc sau này, được một thời gian sau này, được bao lâu thì được, mình đã lo tròn nhiệm vụ mình hết rồi, giờ phải tới mình thôi.
Chị có sở thích karaoke gì không chị? Chị cũng phải hát lắm á. Chị đi đám cưới là chị cũng phải hát lắm á. Vậy đó hả? Vậy chắc hát khá hay mới thích hát ha. Hát không hay nhưng mà đều phải phải đăng ký hát một bài mới được. Vui Không, ai mà. nói thường mấy người mà thích hát là mấy người đó hát cũng hay mới thích hát. Rồi sau khi chia tay với ông xã chị rồi á, thì sau hôn nhân đổ vỡ thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Chị nghĩ là một người đàn ông á, sống là dù nghèo hay là giàu phải là thật thà với vợ con, phải biết yêu thương vợ con, sống phải phải chân thật, phải chân thật thì cuộc sống nó mới cái hôn nhân nó mới thể mà lâu dài được em, chứ sống mà không có thật lòng với nhau thì cái kiểu mà mập mờ mờ khó sống lắm. Chị thì chị nói thật á, cái quan niệm của chị á, khi mà chị đã thương một người và chị đã chấp nhận chị lấy một người đó thì chị phải sống thật lòng với người đó là chị mới thương, còn không thì thôi, chị không, chị sống thà chị sống như vậy đó, chứ chị không có yêu một người nào nữa. Còn khi đã chấp nhận lấy một người đó là mình phải thật lòng với người đó đó, cho nên là chị cần một cái người thương, người mà sống với chị, nếu mà chấp nhận lấy chị là phải thương yêu vợ, là thật lòng, mình phải thật thà với nhau thì mình có thể bền lâu được em. Chỉ là vậy. Nãy giờ em nghe chị nói thật thà hơi nhiều, chân thành hơi nhiều, thì ông xã Đúng chị rồi. với chị không có, ông xã chị đối với gia đình không có được thật thà hả? Đúng chính xác. Thì từ cái chỗ không thật thà đó mới có thể đánh đổi mình đến ly dị. Đó. Ông Cho xã nên là cái vấn đề á, mà ở bên Việt Nam nè, cũng nhiều người thương chị nha, mà nói thương, chị nói thật với Quỳnh đó là chị không có tin, tại vì chị sống trong cái cuộc sống mà nó không có cái lòng tin á, thành ra là đối với ai mà nói tiếng thương chị không, chị không có tin tưởng được đó. Cho nên bây giờ là chị, nếu mà người đó mà thương chị, cái chuyện đẹp thì ai không muốn lấy một người chồng đẹp, nhưng mà cái duyên nợ mình không có tránh được, nhưng mà người đó là phải thật thà với vợ con, không biết thương yêu. Rồi bây giờ vợ chồng già còn gì nữa, thì bây giờ mình sống, mình chỉ cuộc sống mình đủ sống, có tiền đi chơi đi du lịch đi đó được rồi. Còn đâu có đòi hỏi gì nữa đâu em, đúng không? Đó. ông xã trước của chị làm công việc gì? Ngày xưa lúc trước là hai vợ chồng chị là cũng sống kinh doanh, gia đình chị kinh doanh, ngày xưa chị kinh doanh cá giống. Cá giống mình á là ở miền miền Đồng Tháp mình, nó lại em biết cá giống rồi đó, cá cha cá ba sa đó, chị kinh doanh về cái nghề đó. Đó cũng mấy chục năm đó, làm cái nghề đó, rồi sau này là ly dị là mới nghỉ làm nghề đó, rồi chị mới chị cũng ngày xưa chị không thích bán quán ăn đâu, chị không thích làm mấy cái nghề này, tại vì cái nghề này là nghề em biết, là làm dâu là trăm người một người, đâu phải người nào ăn cũng khen hay là mình làm ngon đâu em. Nhưng mà cũng cái duyên chị đi học, rồi chị mới làm. Có duyên với công việc này hả? Cũng nhiều khi chị thấy nhiều cái chương trình này nọ nó cũng cũng nhiều lắm, nhưng mà chị thấy là bên chỗ em mà chị thấy ha, thấy em cũng dễ Đúng rồi, mọi người có phải có cái duyên với công việc của mình mới làm được. rồi. Đúng rồi, chị theo dõi em lâu lắm rồi đó. Hôm nay là cũng lấy hết can đảm mới đăng ký đúng không? Đúng rồi, mà kinh của em là chị mới can đảm nha, chứ mấy kinh khác là chị không có can đảm đâu. Chị coi kênh của em cũng lâu lâu thế, nhiều như thế, thì giờ chị có cũng có cảm mến anh nào trên kênh của em chưa? Càng trên kinh em hả? Chị cũng có, chị thấy cũng có nhiều người nó mà không biết tao thích chị hay là không thôi. Nên bây giờ ví dụ nhiều khi mình thấy người đó mình cũng thích, phải không, mà biết người ta có thích mình hay là không đó. Chứ mình nữ mình đâu có chọn lựa được đâu em, Đúng rồi, mình mình nói đâu có chọn tiêu lựa được. mình nói tiêu chí của mình thôi, nhưng mà cũng tùy duyên, nhưng mà Đúng cũng rồi. cũng cũng nhiều khi cũng không biết được. Chị trên kênh của em có nhiều, em thấy cũng có nhiều cô chọn, nhưng mà mấy cô đó chọn thì cũng được đó.
Tuy là cái tỷ lệ lệ phụ nữ chọn nam á, nó không có cao bằng nam chọn phụ nữ, như là không thành tỷ lệ thành công nó không có cao bằng, nhưng mà em thấy cũng có thành công khác. Khi là nam á, họ chọn và họ chủ động thì nó họ sẽ dễ hơn, còn phụ nữ chọn thì hơi khó cho phụ nữ một xíu. Đúng chính xác. Cho nên thôi bây giờ là mình chị cũng nghĩ là thôi đi bây giờ tùy duyên đi ha. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Sau video Rồi. này nếu mà chị thích anh nào, có anh nào thích chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị ha. Rồi, chị cảm ơn em nhiều. Rồi sau video này nếu mà chị thích anh nào á, ghi số video xuống hoặc là chụp lại gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy nha chị. Tuy nhiên á, ở Việt Nam với nước ngoài giờ giấc khác nhau á, nên mình gửi tin nhắn trước rồi mình có thể gọi khuya ở Việt Nam, trưa ở nước ngoài mình có thể gọi, nhưng mà mình phải kiên nhẫn gọi cái hoặc là mình nhắn tin cái người ta sẽ không có trả lời mình liền được, khi nào người ta rảnh thì người ta mới trả lời mình liền được, mình trả lời Đúng mình được. rồi. Rồi với lại trong thời gian tìm hiểu và cẩn thận về tài chính của mình nha, mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định tài chính của mình Ok. ha. Rồi chị chào khán giả giùm Rồi em ha. chị chào khán giả, chào Như Quỳnh. Ba chị chúc chị may mắn nha. Good Chào chị, cảm night. ơn.